Tiếp nối chương trình trên TTV, anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Nhân Tuấn Trương. Những người lập quỹ làm từ thiện hầu hết xuất thân từ miền Nam có uy tín hơn đảng viên. Hình tượng quyên góp từ thiện bùng phát từ 5 năm trước tháng 10 năm 2016, nhưng có thiên tai ở miền Trung. Đông đảo ca sĩ, nghệ sĩ, MC, những nhà nổi tiếng trên TV, mạng, Internet kêu gọi quyên góp để gây quỹ trợ giúp người bị nạn do thiên tai lũ lụt. Các lời kêu gọi của quý vị này phải nói là rất thành công. Họ quyên được số tiền rất lớn, có người quyên được hàng trăm tỷ đồng. Nguyên nhân thành công của họ là dân chúng đã chán ngán các hành vi tham nhũng ăn của dân không từ thứ gì của cán bộ cộng sản, những người đứng đầu mặt trận tổ quốc hay các hội đoàn từ thiện. Vấn đề là sinh hoạt quyên góp để làm từ thiện kiểu những nhà nổi tiếng ở Việt Nam là các chuyện làm ngoài luật. Các sứ văn minh trọng luật không nơi nào cho phép một cá nhân như ca sĩ, MC hay nghệ sĩ hô hào đồng bào gửi tiền về tài khoản cá nhân của mình với lý do quyên góp từ thiện. Nhiều lần tôi viết bài hồi tháng 10 năm 2016 khuyến cáo nhà nước Cộng sản Việt Nam nhìn nhận sự hợp pháp của các tổ chức dân sự. Bởi vì nhìn hiện tượng kêu gọi quyên góp tràn lan, trấn áp thì không được, còn không trấn áp thì chấp nhận việc bất tuân dân sự của người dân. Năm năm sau, rốt cuộc, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chọn phương cách đấu tranh giai cấp để giải quyết. Phong trào quyên góp từ thiện, một hiện tượng phát sinh do kẻ hở pháp luật và do sự thiếu tin tưởng của người dân lên mặt trận tổ quốc, từ nay sẽ lụi tàn đảng cộng sản việt nam đúng là thiên tài trong việc kích động người này đánh người kia hay giai cấp này chống giai cấp khác để mà hưởng lợi những người lập quỹ làm từ thiện hầu hết xuất thân từ miền nam tất cả những người này trở thành cái gai trong mắt đảng cộng sản việt nam bởi vì họ có uy tín hơn đảng viên lời kêu gọi thí dụ như của cô thủy tiên lời kêu gọi của cô ca sĩ này có giá trị hơn nhiều lần lời kêu gọi của nguyễn xuân phúc lúc đó là thủ tướng nếu tính bằng tiền quyên góp được người miền nam mà có uy tín hơn đảng viên thì có cái gì đó rất là chướng mắt. Vì vậy phương pháp quỷ đậu nấu đậu dùng người nổi tiếng miền nam đánh cho chết những người nổi tiếng và có uy tín hơn đảng viên. Theo tôi sau khi hiện tượng quyền góp bị dẹp tan thì số phận của bà Phương Hằng cũng giống như những người bị chính bà lật mặt tất cả đều vô tù vì bà Hằng là dân miền nam cũng nổi tiếng và có uy tín hơn đảng viên cộng sản Việt Nam bài viết hồi tháng 10 năm 2016 tôi có viết về vụ quyên góp tiền từ thiện như sau. Dân miền Nam tánh tình ngang tàn bất chấp luật lệ. Theo tôi qua vụ này mọi người cần bình tĩnh lại, làm cái gì cũng nên chiếu theo luật mà làm. Chuyện khó nhất trong tương lai xây dựng Việt Nam, theo tôi không phải là chuyện phát triển kinh tế mà là chuyện gây ý thức trọng luật ở mọi người. Việt Nam đập cánh mãi mà không cất cánh được như các nước Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan. Nguyên nhân phần lớn là do thiếu vắng ý thức trọng luật nơi lãnh đạo cũng như người dân trong xã hội. Thiếu tinh thần trọng luật nơi lãnh đạo sẽ nảy sinh ra vô số tệ nạn. Tình trạng vô kỷ luật ở các quân binh, công an, cảnh sát cán bộ hay nạn chuyên quyền tham nhũng, tất cả đều đến từ việc coi thường pháp luật. Còn ở người dân, khi người dân không coi luật lệ ra cái gì thì xã hội sẽ hỗn loạn. Nhìn cách thức giao thông của người Việt trên đường lộ, ta cảm nhận được ngay tình trạng vô luật lệ của Việt Nam đã trầm trọng lắm rồi. Nếu ta xét lại quá trình phát triển thần kỳ của nước Nhật, từ hậu bán thế kỷ 19, người Nhật mở cửa học của Tây Phương không đơn thuần chỉ khoa học kỹ thuật. Học giả Nhật rất chú trọng đến các ngành mà nay gọi là nhân văn, như triết học. Chỉ trong một thời gian ngắn, Nhật đã nghiên cứu nhuần nhuyễn tập quán quan hệ quốc tế của các nước phương Tây, nay gọi là luật quốc tế. Họ áp dụng cái học của họ trên thực tế. Hòa ước Simonoseki năm 1894 ký với nhà Thanh. Nội dung không khác các văn kiện mà nhà Thanh đã ký với các nước Tây Phương. Nếu ta thử xét hồ sơ của các nhân viên công chức làm việc tại Bộ Kinh tế Thương mại và Kỹ nghệ, gọi tắt là MITI của Nhật, ta sẽ thấy trên 80% tốt nghiệp về luật. Ở các nước dãy chết, người ta sống theo luật và làm việc theo luật. Luật pháp rất quan trọng trong đời sống. Một điều luật của tất cả các quốc gia mà mọi người phải biết đó là không ai viện vào việc không biết luật để phạm luật. Tức là anh không biết luật mặc kệ phạm luật là bị trừng phạt. Trở lại chuyện Việt Nam hiện nay, nhân vụ lũ lụt miền Trung, nhiều người lên tiếng kêu gọi quyên góp, một số cá nhân nổi tiếng lên tiếng kêu gọi dân chúng gửi tiền vào tài khoản cá nhân của mình đây là hiện tượng rất mới phát triển mạnh nhờ internet điều mà mọi người không biết là ngay cả ở các nước tây phương việc cá nhân kêu gọi quyên góp như vậy là phạm luật luật việt nam quy định chỉ có hội chữ thập đỏ các quỹ từ thiện có cấp giấy phép như mặt trận tổ quốc mới có thẩm quyền quyên góp và phân phối tiền bạc vật phẩm cứu trợ hôm trước tôi có viết một cái status ngắn nói về hiện tượng các viên chức lãnh đạo kêu gọi quyên góp tôi có nói rằng các vị này phạm lỗi việc vị vì phạm luật nhờ vậy những người đã lỡ kêu gọi quyên góp gửi vào tài khoản cá nhân mình không bị công an hay mặt trận tổ quốc bắt bẻ tôi cũng có viết rằng để né luật những người kêu gọi quyên góp nên xúc tiến việc lập quỹ từ thiện bởi vì luật ngó lơ trong thời gian xin giấy phép hành vi kêu gọi quyên góp không bị xem là phạm luật ở các xứ giải chết muốn tham vấn luật thì phải trả tiền nhưng ở việt nam thì khác Tinh thần trọng luật đã kém, nhưng người Việt, mà nhất là những người nổi tiếng thì hay kiêu hãnh, tâm lý của họ là không chấp nhận ai khuyên can mình, dù là lời khuyên tham vấn pháp luật chân thành và đáng giá. Âu cũng là do lãnh đạo nhà nước quyên góp và phân phối vật phẩm từ thiện là cơ hội để họ làm giàu. Một ca sĩ có nói trên BBC hôm rồi là cô ta không tin vào các tổ chức từ thiện của nhà nước nữa vì họ tham nhũng quá. Vì vậy, đây là thời điểm tốt để nhà nước Cộng sản Việt Nam nhìn nhận sự hợp pháp của các tổ chức dân sự. Bởi vì nhìn hiện tượng kêu gọi quyên góp tràn lan, trấn áp thì không được, còn không trấn áp thì chấp nhận việc bất tuân dân sự của người dân. Khi người dân bất chấp luật lệ, người ta gọi đó là bất tuân dân sự. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.